để tròn một đám tròn đạo làm con báo hiếu cho một ngày giỗ là phải nên 3 tuần hương. Mình may mắn được gặp một người thầy lớn ở Hải Dương dạy bà con đến đó. Vì thầy có nói một câu bà con ngồi mà học, cho nên là mình cũng chia sẻ với các bạn là trong một đám giỗ nó có 3 tuần hương, nó không phải là một ngày hôm đó thắp 3 lần hương, mà có nghĩa là cái trước hôm giỗ chính một hôm ấy thì đi ra mời các cụ và cái người mất này về buổi chiều và làm một mâm cơm, làm mâm cơm bình thường để mời, làm mùng lên một tuần hương đầu tiên. Sau đó sáng ngày ra thì mình lại cái người mất này lúc còn sống thích ăn gì thì mình mời người đó và mời mọi người trầu cau chè thuốc lên một tuần hương thứ hai vào buổi sáng, và đến 10 giờ trưa thì làm một mâm cơm nữa. Đó mới là tuần hương thứ ba, là tròn đạo làm con báo hiếu. Và biếu quần áo các cụ ngày Tết thì mình nên biếu vào lúc 5 giờ chiều hóa mã. Chúc các bạn làm những người con trọn đạo báo hiếu trả hiếu tổ tông, những đấng sinh thành.